đây, đi ra đây. Trời ơi, đổ hết rồi. Đến mẹ xem nào. Sao con lại vào đây được hả? Bỏ cái này, lôi những cái gì ra này. Bỏ cái này xuống đi cho mẹ xem nào. Từ 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 ca. Đi xuống phòng nghỉ. Vâng, xuống đây cho mẹ. Lấy hết ra đi cho mẹ đi. Đây là đây. Sao con lại vào đây được hả? Mẹ bắt ta. Ừ, vào đây lỡ mà không may mẹ mà không có nhà thì con mắc kẹt trong đây à? Hả? Tủ này cao nên làm sao mà em mở ra được? Em không mở ra được. Ừ, em không mở ra được đâu. Em mở cửa. Ờ, đi ra đây mẹ xem nào. May mà không trèo lên đây cũng là đổ hết nước hoa rồi. Được cái này. Ừ. Mà vào đây làm gì đây? Hay là muốn mua kẹo đây? Em mua kẹo. Cam à? Ca đi xuống đây ca. Ồ, sao ca lại bỏ cái này vào mồm ngậm? Cầm hết đây để mẹ đi lau nước đó nha. Đây nha, ngồi im nước cho mẹ đi. Hay là ca lại cứ lấy tiền bỏ lợn nào hả? Ờ đó này, đây cho ca này, này cho bé này, đó, rồi bỏ vào lợn đi, đi, rồi còn cái tiền đi đây cho mẹ, tiền lẻ này, đưa tiền lẻ này cho mẹ này, ừ tiền lẻ này có mẹ, rồi còn nắm 2 đồng nữa là cho con, 1 tờ thôi. Ừ, đó rồi con lấy con lợn cho ca để nhét tiền vào lợn đi. Này, ca cầm đấy. Rồi mở số ra. Lấy lợn lại đây mà nhét lợn. Tủ bên chứ. Ừ, tủ bên. 1 tờ là của ca ca đấy. Ca ca lại lấy tiền. Rồi. Rồi đó. Con lợn của ca là màu gì ấy nhỉ? Ừ, của ca đâu? Thì con lấy luôn cho ca đi. Ca vào lấy đi ca. Đây, con này là của ca này. Rồi, ngồi xuống mà nhét tiền vào lợn đi. Ừ, con bỏ trước rồi, con nhét tiền cho ca nữa nha. Bỏ đi mẹ xem nào. Này của ca đây này. Ca ở đây ngồi. Đây của ca đây. Bỏ vào đây. Đố ca lấy được tiền ở trong đây ra đấy. Ca lấy đi. Ừ, bây giờ con bỏ tiền vào cho ca này. Bỏ tiền vào đây, con dạy ca bỏ nha. Để dạ. Em bỏ vào cho. Ca ơi, là đây xem này. Em bỏ cái gì? Ừ. Để em bỏ vào cho ca nha. Ừ. Bỏ vào tiền. Rồi con bỏ nào, từ từ này, cá này đi đây xem. Bị mắc đây rồi, gấp con phải gấp nhỏ lại chứ, nhỏ lại. Ê, sao mua quần áo đẹp mặc nhờ cho ca nhỉ? Ừ rồi. Ở đây.
được không? Được. Mãi thế, lo thế. Để bé mẹ thay áo được cả. Rồi. Khéo vỡ đấy. Rồi, bỏ vào đây, bỏ vào tủ đi. Con bỏ luôn vào cho ca nữa. Còn con màu đó là của chị Quỳnh đấy. Rồi, đấn sâu vào, cho sâu vào. Rồi. Em đang rồi, xong rồi nha.